anh thu hình vào một góc co ro. Gió ngoài rừng không ngớt thổi vi vo, và chốc chốc lại luồn vào trong động, leo theo vách, lách vào lưng, vào bụng. Tay ma nào dạo trên khắp làn da, vuốt quỷ đâu móc vào tận ruột già. Nước mưa rột vẫn đều đều rơi mạnh, ngồi trên ván tưởng ngồi trên đá lạnh. Đó là những câu thơ trong tập truyện thơ 3.000 câu Sống trong mồ của đại tá Nguyễn Minh Vân, người chiến sĩ tình báo kiên trung còn sống sót sau khi bị giam tại nhà giam Chín Hầm của chế độ Ngô Đình Diệm. Chín Hầm được coi là chốn địa ngục trần gian, dùng để đọa đày những người mà Diệm, Nhu và bé lũ tay sai gọi là Việt Cộng. Sau khi lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Ngô Đình Diệm đã hình thành một chế độ độc tài gia đình trị. Đại diện cho gia đình trị họ Ngô ở miền Trung và cao nguyên Trung Phần là Ngô Đình Cần, tự xưng là cố vấn đặc biệt của các tỉnh miền Trung và cao nguyên Trung Phần của chính quyền Diệm. Ngô Đình Cần thành lập bè đảng, thiết lập hệ thống tay sai gây nhiều tội ác đối với đồng bào miền Trung, và đặc biệt là việc dựng nên nhà giam Chín Hầm. Khu Chín Hầm thuộc ấp Ngũ Tây, làng An Cựu, xã Thủy An, thành phố Huế, cách trung tâm thành phố khoảng 6 km về phía tây nam dưới chân núi Thiên Thai. Trước thời Cần, khu vực này vào năm 1941, tử dân Pháp xây dựng bê tông cốt sắt rất kiên cố để giấu vũ khí. Năm 1946, thực dân Pháp quay lại và biến nơi đây thành nơi giam giữ tù binh. Năm 1954, sau một lần đi săn bắn, Ngô Đình Cần tình cơ phát hiện và biến nơi đây thành khu biệt giam khét tiếng thời bấy giờ. Trong một cuộc tình cờ săn bắn thú rừng ở đây, ông Cần đã phát hiện được Chín Hầm đó, và điều động những thợ thuyền thân tín lên đây để cải tạo lại cái kho vũ khí của thực dân Pháp, biến nó thành những cái nơi giam giữ các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước. Khu biệt giam được Ngô Đình Cần trực tiếp chỉ đạo xây dựng, diện tích khoảng 4 hectare với 9 căn hầm, vì thế mới có tên gọi là Chín Hầm. Mỗi hầm có chiều dài khoảng 10 mét, bề ngang khoảng 6 mét, độ cao khoảng 4 mét, được ngăn thành hai dãy xà lim chuồng cọp ở hai bên. Mỗi bên có khoảng 10 chuồng như vậy. Trong 9 căn hầm đó, các căn số 1, số 6, số 7, số 8 dùng để giam giữ những tù nhân mà Ngụy Quyền cho là thuộc diện gây nguy hiểm cho chế độ gia đình trị họ Ngô. Đó là những đảng viên cộng sản, những chiến sĩ biệt động, chiến sĩ tình báo nằm vùng bị lộ. Căn số 2 là nơi nhốt những thương gia giàu có, bị chúng vu cho là người của phía đối lập, rồi đánh đập rất dã man, buộc gia đình phải bỏ tiền, vàng để chuộc thân. Đó là một cách kiếm tiền rất bất nhân của Ngô Đình Cần thời đó. Căn số 5 giam giữ các tăng ni, Phật tử, học sinh, sinh viên phản kháng chế độ độc tài gia đình trị họ Ngô. Căn này không ngăn thành xà lim. Có thời điểm chúng dồn hàng trăm người vào đây, đến nỗi nhiều người đã chết vì ngộp thở. Thiết kế đặc biệt với mục đích duy nhất là để khủng bố, trấn áp tinh thần tù nhân, nhất là những tù nhân chính trị, nên chế độ giam giữ hết sức hà khắc. Đi cùng với đó là những hình thức tra tấn rất dã man như thời Trung Cổ. Tất cả các căn hầm đều bị bịt kín, không cho ánh sáng lọt vào, nên ngày cũng tối như đêm. Tù nhân như sống trong nhà mồ. Chúng dùng mọi cực hình để tra tấn, như là treo người lên tường, dùng kềm rút từng móng tay, móng chân, hoặc là đổ nước xà phòng vào miệng giảm đạm, khiến cho tù nhân không chết ngay mà kéo dài sự sống trong muôn vàng đau khổ. Căn hầm số 8 chủ yếu giam giữ các chiến sĩ tình báo của ta, nên trở thành nơi đọa đày tàn bạo nhất trong hệ thống địa ngục trần gian này. Tại đây, tù nhân không những bị tra tấn về thể xác mà còn bị đày ải về tinh thần. Cách thức phổ biến, cai ngục bắt tù nhân ăn cơm sống trộn với muối kéo dài nhiều ngày và uống nước bẩn. Nhiều người bị phù nề không thể đứng, ngồi được, sống ngắc ngoài trong bùn đất. Nhưng chúng không để cho họ chết mà cho uống thuốc để hồi phục, rồi lại tiếp tục đọa đày,
bắt họ phải chịu đựng tình cảnh sống không bằng chết. Với những tù nhân bị chết, chúng bỏ mặc thi thể cho chuột bọ gặm quét vài ngày rồi mới đem đi chôn hoặc vứt xuống vực sâu mất xác. Ở đây là nơi giam giữ được mình danh là địa ngục trần gian, không có tra tấn, chỉ sống trong cái môi trường khắc nghiệt, từng giờ từng khắc trong đau đớn. 20 ô Salim giam giữ 20 người, sống chúng vừa lũ chuột, dòi, bò rầy, rắn rít hối hãm, đài tiền, tiêu tiền một nơi. Suốt ngày mùi sủi nặng nặc bốc lên, các chiến sĩ cách mạng từng giờ từng khắc trong đau đớn. Thế nhưng, kẻ thù càng tàn bạo, thì các chiến sĩ tình báo của ta càng nêu cao chí khí chiến đấu. Không một ai trong số họ vì quá khiếp sợ mà đầu hàng, chấp nhận chiêu hồi chính phủ quốc gia của anh em nhà Diệm, Nhu. Trốn địa ngục đọa đầy chỉ làm yếu đi thể xác, nhưng không đánh gục được lòng yêu nước và sự kiên trung của họ. Đại tá Nguyễn Minh Vân là một trong số những chiến sĩ đó. Ông đã trải qua 724 ngày đêm chịu đựng cực hình và bệnh tật trong căn hầm man dợ ấy. Cách duy nhất để ông vượt qua là làm thơ để tránh cho đầu óc không bi quan, tiêu cực. Kiên trì đến ngày diễn ra đảo chính ở miền Nam, ông đã viết 3.000 câu thơ nhuốm đầy máu và nước mắt. Sau này được in lại trong tập thơ Sống trong mồ. Lời trăng trối mang hồn người sắp chết, vọng qua vách, trang nghiêm mà thống thiết. Các anh ơi, cố sống thoát một người, về với đồng bào, dù chỉ một người thôi, để tố cáo kiểu hầm giam vô cùng tàn bạo, bắt mỹ ác ngụy gian phải đền nợ máu. Năm 1963, sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ, Ngô Đình Cần bị bắt vào Sài Gòn, dân chúng căm phẫn kéo lên đập phá 9 hầm. Khi ấy, căn hầm số 8 chỉ còn 3 chiến sĩ quật cường sống sót. Từ đó, 9 hầm không chỉ trở thành bằng chứng về sự tàn ác, man dợ của chính quyền Ngô Đình Diệm, mà còn trở thành một biểu tượng của lòng kiên trung bất khuất của những chiến sĩ tình báo Việt Nam anh hùng. Để tưởng nhớ những chiến sĩ cộng sản, những đồng bào yêu nước đã ngã xuống tại nhà giam 9 hầm, cũng là để ghi dấu tội ác của kẻ thù. Ngày 16 tháng 12 năm 1993, theo quyết định số 2015 VHQD, 9 hầm và ngôi biệt thự của Ngô Đình Cần, cách đó 1 km, đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia với tên gọi Di tích lịch sử lưu niệm tội ác khu vực 9 hầm và nhà Ngô Đình Cần. Năm 2014, di tích 9 hầm được giao lại cho Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế trực tiếp quản lý. Đối với cái di tích này, được nhận, được công nhận, được Bộ Văn hóa Thông tin nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là công nhận. Là để là chúng ta ghi nhớ không chỉ là cái tội ác, mà chúng ta ghi nhớ một cái tinh thần bất khuất, anh dũng của những cái người tù là yêu nước, đặc biệt là các chiến sĩ là tình báo mà bị địch giam cầm là tại đây, một nơi có đi mà không có về. Vì vậy, cái việc công nhận di tích lịch sử chiến hầm là một việc làm để tri ân, một việc làm để chúng ta là thấy rằng cái giá trị của độc lập tự do mà chúng ta có được ngày hôm nay và trả biệt bao nhiêu xương máu. Thì từ ngày chúng tôi tự quản đến nay thì phải nói là từ cơ sở của bên chỗ công ty Hương Giang là giao lại, chúng tôi cố gắng là bảo tồn và phát huy nó. Thực tế mà nói rằng là từ khi chúng tôi về trực tiếp là quản lý thì bằng công tác vận động, bằng công tác xã hội hóa và bằng sự tuyên truyền giáo dục thì khách đến chiến hầm là rất đông. Và mỗi lần họ đến với chiến hầm giống như họ đến một cái nơi, họ thắp một cái nén hương để tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ là yêu nước hy sinh tại chiến hầm. Cũng đó là một sự tri ân của thế hệ sau đối với cái thế là hệ nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhà giam chín hầm ngày nay vẫn còn lại nhiều dấu tích tố cáo sự tàn độc vô độ của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm và là minh chứng cho tinh thần cách mạng kiên trung của những người yêu nước. Và đặc biệt, nơi đây trở thành điểm về nguồn thiêng liêng của ngành tình báo Việt Nam với bức tượng đài bất khuất tưởng nhớ những chiến sĩ tình báo quả cảm đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trong địa ngục trần gian 9 hầm.